và sau đây là phần tin hoa kỳ tổng thống joe biden đến maine để quảng bá cho chính sách kinh tế của ông Tổng thống Joe Biden đã đến thăm một khu vực thuộc đảng Cộng hòa tại tiểu bang Maine để quảng bá cho chính sách kinh tế Bidenomics của ông đã giúp tăng trưởng nền kinh tế và giảm nạn lạm phát. Phát biểu tại một công ty sản xuất vải chịu nhiệt và chống cháy do một phụ nữ làm chủ, Tổng thống Biden cho biết là chỉ tính riêng tại Maine đã có tới 28.700 công an việc làm mới đã được tạo ra kể từ sau đại dịch COVID. GDP của Hoa Kỳ đã tăng 2,4% trong quý 2 vừa qua, bất chấp những lo ngại về suy thoái kinh tế. Niềm tin của giới tiêu thụ Mỹ đang ở mức cao nhất trong 2 năm qua, trong khi tỷ lệ lạm phát hàng năm đã giảm trong tháng 6 với mức thấp nhất trong hơn 2 năm, có khả năng sẽ khiến cho quỹ dự trữ liên bang chấm dứt chuỗi tăng lãi suất hàng loạt. Tổng thống Biden ca ngợi thành quả này là tỷ lệ lạm phát giảm 2 phần 3 nhưng không làm mất đi công ăn việc làm. Tuy vậy, ông nói rằng chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm hơn nữa. Ông cũng nói đùa cạnh khóe đảng Cộng hòa rằng tờ báo Washington Post gợi ý là với những thành quả kinh tế đạt được, phe Cộng hòa có thể phải tìm ra một điều gì khác để chỉ trích tôi. Có thể họ sẽ quyết định luận tội tôi vì tỷ lệ lạm phát đang giảm, ai biết đâu được. Theo bản phúc trình được Bộ Thương mại công bố hôm thứ Sáu, chỉ số giá tiêu thụ cá nhân là thước đo lạm phát của Mỹ chỉ tăng có 3% trong 12 tháng qua tính đến tháng tháng 6 là mức tăng hàng năm thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Một bản phúc trình khác của Bộ Lao động cũng được công bố hôm thứ Sáu cho thấy tiền lương đã tăng 1% trong quý 2 năm nay. Chủ tịch Fed ông Jerome Powell cho biết là có khả năng lạm phát có thể quay trở lại mục tiêu 2% mà không gây ra tình trạng đến mất nhiều công an việc làm, giúp cho nền kinh tế Hoa Kỳ đạt được sự hạ cánh an toàn. Hôm thứ Sáu, khi mà kết thúc phiên giao dịch thị trường chứng khoán Wall Street, cả ba chỉ số chính là S&P 500, Nasdaq và Dow Jones đều tăng sau khi nhiều công ty lớn báo cáo lợi nhuận tăng vọt, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư vào một sự hạ cánh an toàn cho nền kinh tế Mỹ. Tổng thống Biden hành động để bảo vệ người lao động khi nhiệt độ tăng cao kỷ lục Tổng thống Joe Biden đã thực hiện các bước để bảo vệ người lao động khi một đợt nắng nóng tăng cao kỷ lục khiến một nửa dân số nước Mỹ đang được đặt trong tình trạng cảnh báo. Tổng thống Biden cho biết ông đã yêu cầu quyền Bộ trưởng Lao động bà Julie Su đưa ra cảnh báo nguy cơ về nhiệt độ cao, nêu rõ rằng người lao động có các biện pháp bảo vệ tại nơi làm việc khi nhiệt độ tăng cao. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Biden cho biết thêm rằng Sở Lâm nghiệp Hoa Kỳ sẽ trao khoản tài trợ trị giá 1 tỷ Mỹ Kim để giúp chính quyền các địa phương trồng thêm cây xanh để chống cái nóng như thiêu như đốt. Ông nói, tôi muốn người dân Mỹ biết rằng họ sẽ được chính phủ giúp đỡ và chúng tôi sẽ cung cấp sự giúp đỡ đó cho bất cứ ai cần đến. Ông cũng nhắn nhủ rằng không ai còn có thể phủ nhận tác động của biến đổi khí hậu được nữa. Khi tôi vừa nhậm chức đã có rất nhiều lần nhiều người từng phản bác rằng đó không phải là vấn đề. Giờ thì tôi không biết có còn ai thực sự tin rằng biến đổi khí hậu không phải là một vấn đề nghiêm trọng nữa hay không. Tháng 7 năm nay được xem là tháng nóng nhất trên toàn cầu với nhiệt độ tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ đã vượt mức 100 độ F. Cảnh báo nhiệt độ cao đã được ban hành cho hơn 170 triệu người, tương đương với một nửa dân số nước Mỹ. Một số thành phố lớn nhất bao gồm Chicago, New York và Philadelphia đã mở các trung tâm làm mát trong các thư viện và trung tâm cộng đồng để những ai trong nhà không có máy lạnh có thể ghé qua tránh nhiệt. Các quan chức thành phố đang kêu gọi mọi người tránh xa thời tiết nắng nóng vì nó có khả năng gây ra các bệnh liên quan đến nhiệt, đặc biệt là đối với những người làm việc hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời, người cao niên từ 65 tuổi trở lên, trẻ em và những người mắc bệnh mãn tính. Theo cơ quan thống kê lao động, từ năm 2011 đến nay đã có 436 người lao động chết vì nhiệt độ cao khi làm việc, trong đó công nhân nông trại, nông dân, lính cứu hỏa và công nhân xây dựng nằm trong số những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Còn theo Trung tâm Kiểm soát và Dịch bệnh CDC, trung bình mỗi năm có khoảng 600 người chết tại Mỹ vì nhiệt độ quá cao và Kay Gallego, thị trưởng thành phố Phoenix, một trong những thành phố nóng nhất nước Mỹ, đã kêu gọi quốc hội mở rộng định nghĩa về tình trạng khẩn cấp liên bang để bao gồm cả nhiệt độ cao. Theo cơ quan dự báo khí tượng quốc gia, tình trạng nắng nóng ở nhiều nơi trên thế giới sẽ kéo dài đến hết tháng 8 hoa kỳ sẽ chấp nhận quy chế tị nạn đối với một số di dân cố vấn an ninh quốc gia tòa bạch ốc ông jake sullivan cho biết chính quyền của tổng thống joe biden sẽ cho phép một số di dân đến từ bốn quốc gia bao gồm cuba haiti nicaragua và venezuela hiện đang tá túc tại mexico được nộp đơn xin nhập cảnh vào mỹ với tư cách là người xin tị nạn quyết định này nhằm tạo ra một cách để những di dân đó có thể tránh vượt biên bất hợp pháp và thường rất là nguy hiểm. Ông Sullivan cho hay là chúng tôi khuyến khích các di dân sử dụng những con đường hợp pháp này thay vì đặt mạng sống của họ vào tay những kẻ buôn người rất nguy hiểm. Nhiều di dân khác vượt biên tìm đường vào Mỹ cũng đang được phân loại là hợp pháp vì họ đã ghi danh lấy hẹn các cuộc phỏng vấn sàng lọc tại các cửa khẩu biên giới thông qua một ứng dụng trên điện thoại theo một chương trình mới của chính phủ Mỹ. Số di dân bị bắt khi vượt biên từ Mexico vào Mỹ bất hợp pháp đã giảm tới 42% kể từ khi chính quyền tổng thống Biden thực hiện chính sách hạn chế tị nạn mới hồi tháng 5 năm nay, sau khi mà luật Title 42 được áp dụng khi đại dịch Covid bùng phát đã hết hạn. Tuy nhiên, con số này vẫn còn rất cao. Chỉ tính riêng trong tháng 6, khoảng 100.000 người đã bị bắt tại biên giới. Chính quyền Tổng thống Biden cũng đã tăng cường trục xuất với khoảng 85.000 người đã bị hồi hương kể từ khi Title 42 được dỡ bỏ, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong một diễn biến khác, nhiều di dân lậu tại thành phố Eagle Pass, Texas vẫn lội qua sông Rio Grande bằng qua biên giới để vào Mỹ, bất chấp những hàng rào bằng phao nổi vừa được chính quyền thống đốc Greg Abbott dựng lên hồi đầu tháng này tốn kém nhiều triệu Mỹ Kim. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang kiện Texas về những hàng rào này là vi phạm luật liên bang, gây rủi ro cho giao thông đường thủy cũng như an toàn công cộng, cùng với những lo ngại về mặt nhân đạo. Cơ quan an toàn Texas thì gọi đây là một cách hữu hiệu nhằm ngăn chặn di dân bất hợp pháp vì có thể được thực hiện nhanh chóng, dễ kiểm soát và việc vượt qua nó rất nguy hiểm. Thế nhưng những người ủng hộ nhập cư đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về nguy cơ chết Đối từ hàng rào phao nổi trên sông này. Bị cáo buộc thêm 3 tội danh, ông Trump nói đã nộp video an ninh và không làm gì sai. Cựu Tổng thống Donald Trump phủ nhận có hành vi sai trái liên quan đến các đoạn video an ninh mà các nhà điều tra liên bang truy tìm, sau khi các công tố viên đưa ra thêm các cáo buộc mới cho rằng chính ông đã ra lệnh cho nhân viên tại khu Điền Trang Mar-a-Lago xóa các đoạn video này. Trong một cuộc phỏng vấn với John Frederick, người có quan điểm bảo thủ, ông Trump nói rằng ông tin là ông không buộc phải giao nộp các đoạn video của camera an ninh tại khu điền trang của mình, nhưng dù sao ông cũng đã nộp. Ông nói, đây là những cụm băng an ninh, chúng tôi đã giao nộp cho họ. Tôi không nói không rõ họ đang buộc tội tôi điều gì. Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã đệ nạp hồ sơ khởi tố ông Trump thêm 3 tội danh mới hôm 27 tháng 7, nâng tổng số tội danh lên 40 tội. Ông Smith cũng cáo buộc ông Carlos de Oliveira, 56 tuổi, một nhân viên bảo trì tại khu điền trang Mar-a-Lago của ông Trump, đã có mưu đồ cản trở công lý vì đã giúp đỡ ông Trump giấu giếm các tài liệu Ông De Oliveira đã nói với một nhân viên khác tại mar -a lago rằng ông chủ muốn các video an ninh phải bị xóa đi sau khi Bộ Tư pháp ra trác đòi giao nộp. Các công tố viên cũng cáo buộc ông De Oliveira đã khai mang trước FBI trong một cuộc phỏng vấn, nói rằng ông ta không liên quan đến việc di chuyển các thùng tài liệu mật tại mar -a lago trong buổi phỏng vấn với ông John Ferricks, ông Trump nói, họ đã dí hai nhân viên tốt của tôi, thiệt tốt. Họ đang cố đe dọa mọi người để người ta phải lên tiếng và bị đặt về tôi, bởi vì tôi không làm gì sai cả. Khi ông Frederick hỏi rằng liệu việc bị kết án có chấm dứt chiến dịch tranh cử của ông hay không, ông Trump đáp, không, hiến pháp không ghi rằng điều đó có thể xảy ra. Ông Trump hiện đang phải đối mặt với 37 cáo buộc liên bang liên quan đến việc cất giấu trái phép tài liệu mật quốc gia ở nhà riêng cùng hàng loạt những vụ kiện khác. Chỉ riêng vụ cất giấu trái phép tài liệu mật, Ông có thể bị tuyên án 20 năm tù. Sang qua các bản tin địa phương, tại hai miền Nam Bắc California, một nghi can giết người rồi quay phim phút cuối của nạn nhân đưa lên Facebook. Cảnh sát thành phố San Mateo miền Bắc California đã bắt giữ một nghi can sát hại một phụ nữ nhẫn tâm thu hình những khoảnh khắc cuối cùng của nạn nhân rồi đăng trên Facebook trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghi can tên là Mark Matrikov, 39 tuổi, đã bị bắt với cáo buộc là đã đâm cô Claribel Estrella, 41 tuổi. Án mạng xảy ra hôm thứ Tư ngày 26 tháng 7. Cảnh sát San Mateo cho biết là họ biết được vụ giết người này vào lúc 3 giờ 48 phút chiều ngày thứ tư khi mà giới hữu trách tại Nye County ở Nevada báo cho họ biết rằng có một người đã chứng kiến vụ đâm nạn nhân qua một video được post trên Facebook. Người này đã cung cấp cho giới chức tên và số điện thoại của kẻ đã đưa những hình ảnh đó lên Facebook, nhà chức trách tại Nye County đã truy tầm số điện thoại liên quan tới một tài khoản Facebook dẫn tới một khu chung cư nơi nghi can đang ở tại San Mateo. Sau 3 tiếng đồng hồ lùng sụt các căn hộ trong khu chung cư này, cảnh sát phát giác có một người chết trong một căn hộ. Một bà láng giềng tin rằng người phụ nữ 41 tuổi đã chết trong căn hộ đó, bà không biết nạn nhân là ai nhưng cho hay là mình và một người láng giềng khác nghe tiếng la hét thất thanh vào lúc sáng sớm ngày thứ tư. Họ không rõ tiếng kêu la này có phải là do vụ đâm người xảy ra hay không. Hai tiếng đồng hồ sau đó, cảnh sát đã truy tìm ra nghi can metricov và bắt giữ nghi can ngay tại San Jose. Hiện tại, động cơ vụ án vẫn đang được điều tra. Luật sư Stephen Clark tin rằng biện lý quận hạt có thể sẽ đề nghị án tử trong vụ này vì tính chất mang rợ của nó. Thống đốc California, ông Gavin Newsom, từ khi nhậm chức thống đốc, đã không phê chuẩn án tử nào, thế nhưng án tử hình vẫn được cho phép theo luật của California. 60 di dân được đưa lậu vào Mỹ bị ép buộc làm việc trong các điều kiện khủng khiếp tại xưởng chế biến cần sa. Cảnh sát đã phát hiện ra hàng chục người có lẽ được đưa lậu vào Mỹ đang làm việc và sinh sống trong những điều kiện khủng khiếp tại một xưởng chế biến cần sa bất hợp pháp ở Central Valley, thuộc Merced County, miền Bắc California. Cảnh sát Merseys County đã thực hiện lệnh khám xét một địa điểm gần thành phố Merseys chiều thứ tư và phát giác ra xưởng này. Những hình ảnh được sở cảnh sát đăng tải trên Facebook cho thấy khay bao và thùng đựng những thứ có lẽ là cần sa trong một căn phòng nhìn rất sập sệ. Ông Vern Wonky, cảnh sát trưởng cho biết, chúng tôi tìm thấy hàng ngàn pound cần sa thành phẩm trồng bất hợp pháp từ nguồn bất hợp pháp. Sở cảnh sát cũng cho biết họ tìm thấy 60 người đang làm việc ở đó, gồm cả đàn ông, lợn phụ nữ và một đứa bé. Tất cả đều không bị thương tích gì. Các nhà điều tra tin rằng những người này được đưa tới xưởng đó vài ngày trước, được hứa hẹn sẽ có công việc lương cao và bao nơi ăn ở, nhưng khi đến nơi, họ bị ép phải làm công việc chế biến cần sa, trong khi phải sinh sống trong tình trạng khủng khiếp để kiếm tiền trả lại cho những kẻ buôn người đã đưa họ vượt biên. Họ bị ràng buộc bằng dao kèo, họ nợ tiền nên sợ muốn chết. Cảnh sát trưởng Wonky nói rằng, thật đau lòng, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho họ, nhưng không cho biết những người này đến từ những quốc gia nào. Hiện tại chưa có nghi can nào trong đường dây buôn người bị bắt, nhưng cảnh sát Mercer County cho biết họ đang cố gắng hết sức để tìm ra kẻ phải chịu trách nhiệm. Tên trộm từng thực hiện 77 vụ trộm nhưng vẫn không phải ngồi tù vì luật California thả tù cho bớt chật chội. Trong phiên tòa của tòa án Riverside County hôm thứ Năm 27 tháng 7, nghi can Christopher Jackson, 32 tuổi, đã nhận tội đối với 54 cáo buộc đột nhập vào các cơ sở thương mại để ăn trộm. Đây là vụ thứ 77 mà đương sự đã nhận tội trong vòng 9 tháng qua. Y bị tuyên án 12 năm tù nhưng sẽ không phải ngồi tù ngày nào cả vì luật AB 109 của California. Jackson có biệt danh là Snake Burglar, tên trộm người rắn vì cách mà hắn ta bò trên sàn nhà để tránh chuông báo động phát hiện trước đó từng đã bị bắt nhưng cũng rồi được thả và tiếp tục tái phạm. Ông Brian Perron, chủ doanh nghiệp Dahlia Grinders, nơi đã bị Jackson này đột nhập lấy trộm tiền mặt khoảng 3.000 Mỹ Kim, bất bình cho biết. Jackson đã bị 30 cáo buộc tương tự hồi tháng 11 năm ngoái và đã bị kết án 6 bản án 16 tháng tù liên tiếp. Thế nhưng y vẫn được trả tự do chỉ sau 10 ngày vì luật AB 109, từng được cử tri California thông qua năm 2011 nhằm làm giảm bớt tình trạng quá tải trong hệ thống nhà tù của tiểu bang bằng cách là chuyển các tù nhân nhân phạm các tội không bạo lực đến các nhà tù quận hạt Thế nhưng vì nhà tù của quận hạ cũng quá đông, những tên tội phạm, các tội trộm vặt như Jackson thường được thả ra chỉ sau vài tiếng đồng hồ sau khi bị bắt. Văn phòng, phòng biện lý Riverside County cho biết là vì luật AB 109, Jackson sẽ không phải ngồi tù trừ khi anh ta tái phạm hoặc là vi phạm lệnh quản chế, bao gồm việc đeo thiết bị giám sát GPS, tham gia các trại cai nghiện ma túy trong vòng 6 tháng, không được phép lai vãng tới bất kỳ cơ sở thương mại nào từng bị anh ta ăn trộm và phải đóng hơn 158.000 Mỹ Kim tiền bồi thường. Ông Peron đã bày tỏ sự bất mãn tột độ nói rằng ông không tin rằng mình sẽ nhận được đồng xu nào từ khoản bồi thường kia. Ông kêu gọi các nhà lập pháp tiểu bang phải thay đổi luật AB 109. Và đó là các bản tin Hoa Kỳ cũng như là tin địa phương. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với những bản tin đến từ Việt Nam. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.